Mỗi dịp tháng năm về, nhân dân Việt Nam nói chung và người dân Nghệ An lại hướng lòng mình về quê hương Kim Liên, Nam Đàn với những tình cảm đặc biệt. Với họ, tình cảm dành cho Bác Hồ không chỉ là lòng ngưỡng mộ, tôn kính. Hơn thế, đó còn là niềm tự hào của mỗi người dân về với người. Sinh ra tại mảnh đất Làng Sen, quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh, cựu chiến binh Vũ Đình Kỳ, 66 tuổi, luôn xúc động khi nhắc tới Chủ tịch Hồ Chí Minh. Với ông, Bác Hồ là niềm tự hào không chỉ của nhân dân Kim Liên mà là của quê hương Nghệ An và nhân dân cả nước. Và tình cảm dành cho Bác đến với ông thật tự nhiên như bao người dân khác. Những bông hoa đẹp nhất trong khu vườn do ông tự tay chăm chút bao ngày, hôm nay được hái để dâng lên bàn thờ Bác. Đối với Bác Hồ thì không những là nhân dân cả nước, nhưng riêng nhân dân Làng Sen, bốn xóm Làng Sen thì không những là ngày thường thì không nói, nhưng trong nhà có dỗ Tết, Tết rồi ngày rằm, ngày mùng 1 và đặc biệt là các cái ngày đại lễ, ví dụ như ngày sinh nhật của Bác hoặc là ngày Bác Hồ mất thì các gia đình đều tổ chức là thắp hương để kính viếng, coi như đó trân trọng như một người thân trong gia đình. Thì đối với dân tộc Việt Nam của ta nói chung, riêng bản thân chúng tôi thì chúng tôi cũng muốn Bác Hồ sống mãi. Và chúng tôi là cũng những người, tức là cán bộ quân đội về hưu thì cũng đang cùng với nhân dân của địa phương là đang thực hiện cái lòng nguyện vọng của Bác. Những ngày tháng năm, cái nóng miền Trung như đổ lửa, nhưng không thể ngăn được những bước chân của những người con muôn nơi về thăm quê Bác. Ai cũng muốn tự tay thắp nén hương thơm, bày tỏ tình cảm với Bác thật nhiều. Trong dòng người vô tận về với Kim Liên, có các em học sinh xuất sắc, cháu ngoan Bác Hồ của trường tiểu học Quỳnh Hậu 2, huyện Quỳnh Lưu. Lần đầu tiên đứng trước bàn thờ Bác, các em cảm thấy rất xúc động, tự hào khi được báo công với Bác về kết quả học tập, rèn luyện. Hôm nay cháu rất tự hào vì mình là một người con của Việt Nam, và càng tự hào hơn nữa khi cháu là ở đất nước Việt Nam của chúng cháu có một vị lãnh tụ kính yêu như Bác Hồ. Hôm nay được về nhà tưởng niệm của Bác Hồ và từ tay mình dâng nén hương thơm lên anh linh của Bác thì cháu cảm thấy rất là biết ơn những công lao của Bác và nguyện sẽ học giỏi, chăm ngoan và cố gắng thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy như là Bác đã mong muốn ở chúng cháu. Không chỉ người dân Kim Liên, hầu hết trong mỗi gia đình ở Nghệ An, chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh được đặt ở vị trí trang trọng nhất. Điều này thể hiện tình cảm, sự tôn kính đối với vị cha già dân tộc. Đây cũng là cách giáo dục các thế hệ, tiếp nối và thực hiện tâm nguyện của người, xây dựng non sông đất nước tươi đẹp hơn, gìn giữ độc lập tự do mà bao thế hệ cha anh đã đổ máu xương để giành được. Đến ngày sinh của Bác Hồ thì chúng ta làm cái dịp để thêm một lần nữa chúng ta tự mỗi người dân chúng ta không chỉ là mang ơn ghi nhận công ơn của Bác Hồ mà có điều quan trọng hơn là mang cái mong ước cuối cùng của Bác được thực hiện một cách nhanh nhất, trọn vẹn nhất, đầy đủ nhất. Đó chính là cái điều mà Bác mong mỏi ở trong cái điều cuối cùng mà trong di chúc của Bác thì chúng ta. Thì hiện nay tôi nghĩ rằng là toàn đảng, toàn dân ta đang tiếp tục thực hiện cái cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thì việc có thể nói là nhớ ơn Bác Hồ, rồi là ghi sâu cái công ơn của Bác một cách tốt nhất theo tôi, đó chính là chúng ta đi theo con đường mà Bác Hồ đã chỉ ra chúng ta và học tập tư tưởng của Bác, học tập và làm theo tấm gương Bác Hồ một cách rất là cụ thể, rất là thiết thực, từ những việc lớn đến những cái việc thường nhật nhỏ nhất. Trên cơ sở đó để tạo ra một cái sức mạnh mới của toàn dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng để thực hiện tốt cái công cuộc đổi mới toàn diện và sâu sắc của đất nước. Những ngày tháng năm lịch sử, triệu triệu con tim Việt Nam đang hướng tới kỷ niệm 124 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tình cảm biết ơn sâu nặng của nhân dân ta với người vẫn mãi vẹn nguyên. Hình ảnh của Bác vẫn luôn sống mãi trong trái tim người dân Việt Nam và nhân dân Nghệ An.